Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Ada Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Ada Mobile. Bên em mới có thêm một kênh mới, đó là kênh Thế Giới Di Động Cũ. Thì trên kênh này bên em cũng đang bán những sản phẩm về điện thoại di động. Mọi người có thể qua kênh để xem và tham khảo thêm một số model máy nhé. Thì đường link của kênh em đã để dưới phần mô tả. Mọi người có thể vào phần mô tả để click vào đường link để qua kênh tham khảo một số model máy nữa nhé. Và trên cái nhóm Facebook thì em cũng có tạo thêm một cái nhóm Facebook là Thế Giới Di Động Cũ. Thì trên cái nhóm này thì là nhóm công khai. Mọi người có thể qua nhóm để giao lưu, trao đổi, để mua bán với nhau. Những cái máy mà mọi người muốn bán, mọi người có thể đăng bán. Hoặc những cái máy mà mọi người muốn mua thì mọi người cũng có thể vào nhóm để mọi người tham khảo thêm và trao đổi mua bán thêm ở trên cái nhóm Thế Giới Di Động Cũ nhé. Ok, bây giờ giới thiệu chi tiết từng máy cho mọi người. Nhất là con LG X5, con này máy bản hàng một sim, mọi người 650.000 nhé. Ngoài con này nó chỉ bị sức nhẹ thôi chứ không có bị cần móp gì đâu nhé. Lưng viền nó chỉ hơi sức răng một chút thôi. Màn hình không xước, hiển thị màn hình thì nó hơi ố vàng nhẹ một chút nhé. Đây, nó hơi vàng nhẹ một chút ở phần trên đầu này. Đó, hơi vàng nhẹ tí thôi, không đáng kể gì cả. RAM của con này nó là RAM 2GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB nhé. RAM 2, bộ nhớ 32. Để tất cả các chức năng rồi các ứng dụng cơ bản Zalo, Facebook, TikTok, YouTube cứ gì đều chạy ok hết nhé. Bán người là 650.000. Con này là con LG Wing 5G, máy bản hàn một sim, bán người 3,8 triệu nhé. Lưng này zin đẹp, viền thì hơi sức móc nhẹ một chút thôi. Nói chung nó chỉ hơi sức móc nhẹ thôi nhé. Màn hình con này thì đẹp, không xước này, không có bị đá mố gì cả. Cảm biến vân tay các thứ ok hết nhé, ngon này cảnh đào này. Đó. Màn hình OLED cong hai bên này, hiển thị trong veo. RAM của con này nó là RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhé. Bộ nhớ lưu trữ này 128GB, có hỗ trợ 5G và tất cả các chức năng thì đều ok. Con này có cái cam trước nó là cam thò thụt nhé, đó, cam thò thụt rất là chất. Và một cái chất nữa của con này, đó, cái màn hình của nó có hai màn hình và màn hình chính này có thể xoay ngang được nhé. Và hai hoặc màn hình này thì nó có thể hoạt động riêng biệt được. Phần trên này mình có thể xem YouTube, dưới này thì mình vẫn có thể nhắn tin các thứ bình thường. Đó. Và hai màn hình này thì nó cũng có thể kết hợp vào cùng với nhau nhé. Ví dụ như mình vào camera này thì nó sẽ kết hợp với nhau. Cái màn hình trên thì nó sẽ là cái hiển thị về hình ảnh. Còn phần dưới này nó là bảng điều khiển của camera. Con này nó có thể di chuyển cam mà không cần phải di chuyển máy nhé. Mình chỉ cần di chuyển con trỏ này thôi này. Đó. Di chuyển con trỏ này. Đấy, lên xuống này. Đó. Nhiều máy smartphone khác thì mình phải di chuyển. Đấy, máy thì mình có để lấy được cái góc đấy. Nhưng con này thì chỉ cần di chuyển con trỏ là ok rồi nhé. Nói chung là nó rất là nhiều cái tính năng hay. Mọi người có thể nghiên cứu thêm. Máy thì còn khá là đẹp. Màn hình thì đẹp. Nét căng nhé. Màn hình OLED. Đấy, cảm biến vân tay dưới màn hình ok nhé. Bán này là 3,8 triệu này. Con này là con Samsung A50, máy màu cam rất là đẹp nhé, màu cam này, mà Việt 2 sim, bán người 1,2 triệu. Con này thì nó bị lỗi cảm biến vân tay, còn đâu các chức năng khác thì ok nhé. Lưng viền con này thay mới rồi nên là đẹp keng, không có một tí vết đâu cả, bóng loáng luôn nhé. Màn hình con này cũng thay rồi nên là nó cũng không có bị xước hay là bị đá mố gì cả, hiển thị cũng đẹp nhé. Cảm ứng thử cũng rất là mượt mà. RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. Đấy, ngoài cảm biến vân tay ra thôi, còn đâu tất cả chức năng khác thì đều ok. Bán người 1,2 triệu này. Con này là con S8 này, email của nó 474 bản hàn một sim nhé. Bán người là 2,2 triệu, máy màu tím, lưng zin đẹp, viền chỉ hơi sức nhẹ một chút thôi, hơi sức móc nhẹ rồi nhé. Màn hình đẹp, không có bị xước hay là á mố gì cả, hiển thị trong veo. RAM của con này nó là RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. Bán người là 2,2 triệu này. Con này là con S8 Plus nhé. Email của nó 914 bản Việt 2 SIM, bán người 2,6 triệu. Nâng zin và hơi sức răng một chút rồi. Viền chỉ hơi sức móp nhẹ thôi, không bị cần móp sâu đâu. Màn hình con này thì không xước bởi vì mặt kính này nó thay rồi nhé. Con này cam kết mọi người chỉ thay kính thôi. Và đâu phôi màn rồi mên mạch rồi tất cả mọi thứ linh kiện khác đều zin nhé. Màn hình hiển thị đẹp, không có bị á mố gì cả. RAM của nó là RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB. S8 Plus nhé, bán người 2,6 triệu này. Con này là con S9 này, email của nó là 001, bản hàn đã lên 2 sim rồi, bán người 2,6 triệu. Máy màu tím, lưng zin đẹp, vân tay thì hơi chóc sờn chút nhưng vẫn cảm biến vân tay cứ bình thường nhé. Viền thì cũng có một vài vết móp nhẹ thôi, móp nhẹ tí thôi, không có bị cần móp sâu. Đúng một vết này thôi. Màn hình con này đẹp nhé, không xước, không á mố gì cả. Viền thì trong veo.
RAM của con này nó là RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB, bán người là 2,6 triệu nhé. Con này con S9 này, IMEI của nó 404, màn hàn đã lên 2 sim rồi, bán người 2,6 triệu. Nhưng con này zin đẹp, thì con này cũng chỉ hồi sức nhẹ tí tí thôi, không có bị cấn móp rồi nhá. Nói chung ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi, màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. RAM 4GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB nhé. Đấy, con này bán người là 2,6 triệu này. Con này con S10e, IMEI của nó 026, màn Mỹ 1 sim, bán người 2,8 triệu nhé. Máy màu đỏ, đường zin đẹp, viền chỉ hồi sức nhẹ thôi nhé, không bị cấn móp gì đâu. Nói chung ngoại hình còn khá đẹp, màn hình đẹp nhé, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. RAM của con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. S10e nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhưng mà chạy rất là mượt mà nhé, bán người 2,8 triệu này. Con này con S9 Plus này, IMEI của nó là 959, bản hàn đã lên 2 sim rồi, bán người là 3,4 triệu nhé. Máy màu xanh, lưng zin đẹp, viền đẹp, ngoại hình con này cũng gần như là đẹp keng rồi, chỉ có màn hình nó hơi xước sắc một chút thôi, hiển thị màn hình đẹp nhé, không có bị ám mố gì cả. RAM của con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256GB, bán người là 3,4 triệu nhé. Con này nó còn S9 Plus này, IMEI của nó 826, bản hàn đã lên 2 sim rồi, bản người là 3,4 triệu, máy màu đen, lưng đẹp, viền thì hơi sức nhẹ cho phần sơn sạc thôi, không cần mót gì đâu. Màn hình đẹp nhé, không xước, không có bị ám mố gì cả, hiển thị nét căng. RAM của con này nó cũng là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256GB. Con này bán người là 3,4 triệu nhé. Con này con Note 8 này, IMEI của nó là 620, bản hàn 1 sim, bán người 2,8 triệu nhé. Đấy, lưng con này zin đẹp, tiền chỉ hơi sức nhẹ thôi, không cần móp gì đâu. Màn hình không xước, cũng không có bị ám mố gì nhé. Hiển thị này, nét căng. RAM của con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64GB, bán người 2,8 triệu này. Con này con Note 9 nhá, IMEI của nó là 097, bản hàn đã lên 2 sim rồi, bán người là 3,7 triệu. Lưng con này thay mới rồi, nên bóng đẹp, không xước sát gì nhé. Viền đẹp, viền thì không có bị cần móp gì đâu. Con này cam kết mọi người là chỉ thay lưng thôi, còn ở bên màn rồi tất cả những chuyện khác đều zin nhá. Màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì. RAM của con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. Note 9 nhá, bán người 3,7 triệu này. Con này là con Note 9 này, IMEI của nó 532, mặt hàng đã lên 2 sim rồi, bán người 3,8 triệu. Lưng zin đẹp, viền đẹp nhá, viền thì có một vài vết xước móp nhẹ thôi, nói chung một vài vết chấm kim thôi, không đáng kể gì cả. Màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì nhá, hiển thị nét căng. RAM con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. Bán người là 3,8 triệu nhé. Con này là con Note 9 này, máy màu tím mộng mơ nhé. IMEI của nó là 893, bản hàn đã lên 2 sim rồi, bán người 3,8 triệu. Lưng zin đẹp, viền đẹp nhé. Ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi, màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. RAM của con này nó là RAM 6GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB, bán người là 3,8 triệu nhé. Con này con S20 5G, IMEI của nó là 615, bản Mỹ 2 sim, bán người là 4,6 triệu. Lưng zin đẹp, viền đẹp nhé, máy màu hường, màn hình đẹp, không xước, không có bị ám mố gì cả, hiển thị trong veo. RAM của con này nó là RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB, màn hình 120Hz rất là mượt mà nhé. Bản Mỹ 2 sim thì nó dùng một sim vật lý và một eSIM nhé, bán người là 4,6 triệu này. Con này con S20 Ultra 5G, IMEI của nó là 254, bản Mỹ 2 sim, bán người là 6 triệu, máy màu xám, lưng zin đẹp, viền thì hơi sức RAM rồi, viền sức RAM thôi chứ không có bị cấn móp sâu đâu, đây là chỗ sức RAM nhé. Màn hình đẹp, không xước, không có bị ám mố gì cả. Con này được mặt trước mặt sau thì đẹp, chỉ có viền nó hơi sức RAM thôi, màn hình đẹp chứ không có bị ám mố gì đâu. RAM 12GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. Cam con này thì cực kỳ chất rồi, zoom 100x nhé, đây cam trước này, cam sau đây, zoom 100x, rất là chất nhé. Cam S20 Ultra không có gì để chê rồi, bán về 6 triệu này. Con này là con S20 Ultra 5G, IMEI của nó là 307, bản Mỹ 2 sim, bán về 6 triệu ở 2 nhé. Đấy, máy màu đen, lưng zin đẹp, viền thì cũng có bị sức nhẹ thôi, một vài chấm kim thôi, so với con kia thì nó bị sức ít hơn nhé, nên là em bán cao hơn là 200.000 nhé. Màn hình đẹp,
không xước, không AMOLED gì cả, hiển thị nét căng. RAM của con này nó là RAM 12GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhé. Đó, người là 6 triệu 2 này. Con này còn S21 5G, IMEI của nó là 216 bản Mỹ 2 SIM và người là 5 triệu 4. Nâng zin đẹp, viền thì hơi sức răm một chút rồi. Nói chung là viền nó chỉ chấm chấm đầu kim đấy nhé. Không có bị cắn móp sâu đâu. Màn hình đẹp, không xước, không AMOLED gì cả. Hiển thị nét căng. RAM của con này nó là RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB nhé. Màn 120Hz rất là mượt mà. Bản Mỹ 2 SIM thì nó là một SIM vật lý và một eSIM nhé. Bản người là 5 triệu 4. Con này con S21 5G, IMEI của nó là 032, bản Mỹ 2 SIM, bản người 5 triệu 6. Máy màu trắng, đường zin đẹp, viền đẹp nhé. Ngoại hình con này gần như đẹp keng rồi. Nó đẹp hơn con kia nên bản cao hơn 200.000 nhé. 5 triệu 6, màn hình đẹp, không á mố gì cả. RAM con này cũng là RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Màn 120Hz rất là mượt mà. Bản Mỹ 2 SIM thì nó là một SIM vật lý và một eSIM nhé. Máy đẹp keng, bản người là 5 triệu 6. Con này con Note 20 5G, IMEI của nó là 301, bản Mỹ 2 SIM, bản người là 5 triệu 4 nhé. Lưng này zin đẹp, viền thì hơi sức răm, viền này nó hơi sức răm một chút rồi. Màn hình đẹp, không xước, không ám bố gì cả. Hiển thị nét căng. RAM của con này nó là RAM 8GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. Chức năng là thứ ok hết nhé. Bản người là 5 triệu 4. Con này con Note 20 Ultra 5G. IMEI của nó 129, bản Hàn một SIM, bán người 8 triệu 9 nhé. Nhưng con này zin đẹp, viền đẹp nhé. Ngoài hình con này thì đẹp keng sáng leng rồi. Không có gì để chê cả. Màn hình đẹp, không xước, không ám bố gì. Màn con này cũng là 120Hz, rất là mượt nhé. Bản 5G thì RAM của nó là 12GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256GB nhé. Đấy, chức năng các thứ thì ok hết và cam của này cũng rất là chất. Note 20 Ultra cam cũng cực kỳ là chất nhé. Nét căng luôn. Con này zoom của nó là 50x, Note 20 là zoom 50x. Còn S20 Ultra thì nó là zoom 100x nhé. Bản người là 8 triệu 9 nhé. Con này con S22 Ultra, IMEI của nó là 480, bản Mỹ 2 SIM. Bản người là 13 triệu 600. Ngoại hình thì con này cũng không có gì để chê cả. Lưng zin đẹp, viền đẹp nhá. Đẹp keng sò beng luôn. Màn hình đẹp, không xước, không ám bố gì cả. Con này chạy rất là mượt mà nhá. RAM của nó là 8GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 128GB. S22 Ultra, bản người là 13 triệu 600. Trên đây là những máy hôm nay em bảo mọi người. Mọi người lấy máy gì cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 106 em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Chào mọi người.